À, trước khi đi mà để phân biệt một câu Thái với cái, thì anh phân biệt một cặp to cho mọi người xem luôn không? Không, để nằm để cho coi con này. Nè. Bồ câu hai gạch. Đây là con bồ câu Thái nha. Và con bồ câu Trung Quốc là một, không có hai nha. Bồ câu Thái là bồ câu Trung Quốc hiện giờ ngoài miền Bắc nuôi là chỉ là một giống. Ở trong đây trong miền Nam á là kêu Titan. Lý do là kêu Titan Thái không? Mình nhập bên Thái. Mình nhập ở bên Thái về. Còn ở ngoài các bạn ngoài miền Bắc á thì nhập bên Trung Quốc là chỉ biết bồ câu Pháp thôi. Bạn biết, các bạn biết là giống bồ câu này ở đâu đầu tiên có không? Chỉ có Ấn Độ thôi. Pháp là bồ câu nhỏ, bồ câu trắng là giống ở Pháp, con này là giống của Ấn Độ. Sau này Thái Lan nó mới nhập qua bên về nuôi. Lý do gì ở Thái Lan nuôi nhiều không? Để nói cho bà con nghe. Ở Thái Lan nhiệt độ không cao hơn 38, không dưới 25. Là nuôi quanh năm suốt tháng, năm này tháng nọ. Còn ngoài Trung Quốc hạ xuống nhiệt độ âm mấy độ C, âm mười mấy độ C tiêu. Ngoài miền Bắc âm xuống cũng tiêu. À, thành thử ra Thái Lan lúc nào cũng có giống. Mình nhập Thái Lan mình kêu giống Titan Thái Lan. Còn các bạn ngoài Bắc thì mấy bạn kêu Pháp. Ok. À, chỉ vậy thôi. Chứ nhiều người ta comment lên nói thằng đó nói xạo. Nó phét câu like. Mình hôm nay mình nói rõ lại là bồ câu ngoài Bắc, bồ câu trong Nam là một giống. Trong Nam chỉ có một cái nhập trực tiếp bên Thái về. Còn ở bên ngoài Bắc thì mua ở Trung Quốc vân vân, đó là mình không nói mua như thế nào. À, mình không nói. Nếu cần thiết điện thoại cho mình chỉ chỗ cho mua bồ câu Trung Quốc. À, vậy thôi, nhưng mà mình không có dám nói mấy cái trại khác như thế nào. Nhưng hôm nay mình nói rõ là bồ câu Titan Thái, bồ câu Pháp ngoài Bắc là một. Có cái là mình nhập trực tiếp bên Thái về là mình kêu bồ câu Titan Thái. Còn ngoài Bắc thì giờ kêu bằng bồ câu Titan Pháp là bồ câu mua Trung Quốc. Thì giờ ở bên Trung Quốc mình nói nghe nè, giờ ở bên Trung Quốc nha, nó không bao giờ kêu bồ câu của Pháp mà nó kêu bồ câu Thái. Các bạn đi qua Trung Quốc đi, các bạn thấy là cái bồ câu Trung Quốc nó không bao giờ nó kêu bằng bồ câu Trung Quốc. Nó không bao giờ kêu bồ câu Pháp mà nó kêu bồ câu Thái. Tại nó qua Thái nó mua, mình qua Thái mua cũng vậy thôi. Muốn bao nhiêu cũng có hết. Mà với điều kiện bên mình, bồ câu của mình nha, không cho ăn, không cho uống 15 ngày. Còn ở chỗ khác mình không biết, nhưng mà cần hay thích để lấy một bên trực tiếp nhập bên Pháp, bên Thái Lan. Một cái thì bạn cứ nhập đâu đi, ngoài trại Minh Dũng nha, cứ coi đi, để 15 ngày, không ăn, không uống, bỏ lên xe, mình chở ra ngoài Bắc, chở vô Nam, chở ra Bắc, chở vô Nam, 10 vòng. Thử coi con chim nào, bồ câu nào chết trước. Đó là mình dám cam đoan của mình thử rồi. Hiện giờ mình giao rất nhiều ngoài Bắc. Chẳng hạn như giờ Bắc Giang hay là Hòa Bình hay là Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương. Mình đi nó quả có chết con nào đâu. Mình nuôi đi nó bị tắc đường nữa, rồi mình bị nước ngập nó, ra trời mưa nó lạnh nữa, nó có chết con nào đâu. Vẫn thành công nha. Hôm nay mình nói cái giống như thế. Rồi hôm nay mình nói đến con giống trống mái và con giống xuất xứ nguồn gốc. Tại vì ở nước Việt Nam này có hai người để có giấy phép để nhập chim về thôi. Chỉ hai người thôi, mình và một người nữa mình không nói. Các bạn biết người đó cũng ở ngoài Bắc thôi. Hôm nay mình chỉ nguồn gốc con chim bồ câu Titan Thái là ở Ấn Độ nha các bạn. Xin nói lời cuối cùng, tại vì cái nguồn gốc đầu tiên
ai cũng biết nói bồ câu Pháp rồi. Pháp chỉ bồ câu trắng thôi, bồ câu nhỏ nhỏ là bồ câu Pháp thôi, là của Pháp. Thật ra là bồ câu đó là, thật ra là bồ câu của Titan này hay là của Ấn Độ nguồn gốc. Tại vì hiện giờ là mình có chi nhánh bên Ấn Độ và có chi nhánh bên Thái Lan. Bên Ấn Độ mình có 2 người công nhân ở bên, bên Thái Lan mình có 10 người công nhân ở bên Thái Lan. Đó. Mình xin nhắc lại bồ câu Titan này của bên trại Minh Dũng là cũng giống bồ câu Pháp của ngoài Bắc, nhưng mà mình trực tiếp của Thái Lan. Còn bên kia trực tiếp của ai thì mình không biết, xin nói. Và nhiều khi những cái nguồn mà ở các khu vực khác họ nhập về thì nó không đảm bảo chất lượng, đúng không anh? Đang biết không? Mình đâu biết đâu, hồi năm 95 á, thì H5 mình là một, cửa khẩu đóng hết luôn, đóng hết toàn bộ. Mình đi ra ngoài cái chợ ở thành phố Lạng Sơn, chợ Giếng Vuông, mình nói tên đúng chợ luôn á. Ai muốn mua bồ câu của Trung Quốc thì hãy ra chợ đó mua, mua bao nhiêu con cũng có. Tại Trung Quốc nó giác mình nhập lậu mà, mình mua mình giác từ núi giang qua, nó giác bằng bao qua, nó đổ ra vậy đó, rồi xong nó cho ăn lên nứt bù diều về để giống. Khó lắm, cũng được nhưng mà khó lắm, nó hao cũng 80% mà cũng có người nuôi được nhưng mà khó thành công lắm. Và lúc đó mình mua về mình thử rồi thất bại. Và cái con của nó có cân lượng, nó trọng lượng nó có nặng bằng cái bồ câu hiện tại của mình không anh? Bằng nhau hết, nói chung là cái giống bồ câu này là bằng nhau hết. Về kỹ thuật nuôi á, nhiều người ta nuôi đủ thứ hết, mình ở đây là đặc biệt nha, ba loại. Thứ nhất lúa mạch, thứ hai cám cò, thứ ba là cám gà giò. Xong, mình không có nuôi gì hết. Mà bồ câu với điều kiện không bao giờ chết. Bồ câu nhập bố mẹ không bao giờ chết. Thì người ta hay gọi anh là vua bồ câu, thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về thông tin này không ạ? Mình không phải là vua bồ câu đâu, còn tại vì còn nhiều người nhiều hơn mình nữa, mình không dám nói mình vô bồ câu. Đó là anh cứ khiêm tốn đấy chứ. Tại vì mình có cái như vậy, mình chỉ người ta nuôi bồ câu, mình chỉ người ta mở nhà hàng, chỉ quán ăn nữa. Rồi thậm chí là mình, các bạn đã biết rồi, người ta đặt cho mình là vô bồ câu lý do gì là mình 15 tháng 7 âm lịch, mình cho, mình tặng người ta nhiều quá. Người ta đặt cho mình tên đó là vô bồ câu, thật sự mình không có nhiều đâu, còn nhiều người nhiều hơn lắm. Và 15 tháng 7 năm nay thì không biết mình có cái chương trình sắp tới để có gì bà con nông dân nắm thông tin không anh? Cứ liên lạc với mình trước trong vòng 10 ngày. Năm nay mình tặng hơi nhiều á, nhưng mà mình không biết có nhiêu. À vậy là bây giờ mà những cái người mà họ muốn nhận được cái sự hỗ trợ của anh thì có gì họ cứ comment ở dưới cái clip này anh ha. Comment dưới clip thì anh em mình sẽ tổng hợp lại đúng không? Đúng rồi. Thì cứ liên lạc rồi điện thoại hay là comment cho mình. Rồi không cần mua con giống của mình đâu nha, ai mình cũng tặng hết. Hôm nay mình nói nó có hai chủ đề chính là coi như là con sống máy để cho các anh các chị ở những trại khác nói mình nói phát, và con giống Titan Thái trên đời này không có. Có, mình là Titan Thái này, mình nhập trực tiếp bên Thái về nha. Còn ngoài các bạn thì nhập ở đâu thì bắt bạn kêu cái gì bắt bạn kêu, mình nhập Thái kêu Thái, mình nhập Ấn Độ kêu Ấn Độ, mình nhập Pháp mình kêu Pháp. Nhưng mà hầu như là bây giờ là theo như trại Minh Dũng thì mình cứ thống nhất cái tên gọi là Titan Thái đúng không anh? Tại vì đúng, nó chuẩn hơn đúng không? Đúng. Hiện giờ trên thị trường Việt Nam nó có 4 loại giống chim bồ câu. Thứ nhất Titan Thái, thứ hai là bồ câu mi mắt mỏ đỏ, mắt đỏ, màu trắng. Cái Titan Thái cũng có màu trắng nữa nha. Đó mình nói có hai loại giống nó lai với nhau.
nhưng mà hai con này là trọng lượng nó bằng nhau, nhưng mà kinh tế nó chênh lệch có 1-2 ngày đó là của mình không được nói tới. Thứ ba là giống bồ câu sim, cũng trắng tinh luôn, mắt đen đuôi dài. Thứ tư là bồ câu pháp lai. Pháp lai là pháp thường của mình hồi xưa, giờ ở đây con nhỏ xíu à, đó là pháp lai thịt đen, là có 4 giống bồ câu đó. Là hiện giờ cái giống nhỏ đó mình không xài nữa, bây giờ ở đây mình là xài pháp thần Titan Thái, có 2 loại giống đó. Còn bà con nào thì nuôi giống nào thì bà con tùy bà con lựa chọn, là nuôi là tùy bà con chọn giống nào đẹp, có nào kinh tế thì cứ nuôi, còn mình nuôi này là thấy kinh tế cao. Nói chung là bà con nông dân nào muốn cần mà tìm hiểu cái kinh nghiệm nuôi thì cứ liên hệ mình đúng không ạ? Đúng, ai mà nuôi bồ câu mà chưa có kinh nghiệm, thậm chí mình tới nhà mình chỉ, mà mình mới đi Nghệ An mình chỉ đây, mình chỉ cho người ta để đạt hiệu quả cao. Rồi nhiều lúc đó nha, Tết nhất hay là hai mình đi đâu lỡ đường cũng có chỗ mình ghé vô, người ta còn cho mình uống đi nước chứ không có gì hết. Mình đây là mình không cần gì nữa, mình xin nói thật mình không cần gì nữa, mình vất vả và mình nhiều lắm rồi. Hôm nay mình nói chung là mình chỉ biết đi chỉ cho người ta làm sao giống như mình thôi. Rồi chào các bạn, xin chào tạm biệt anh em nhé. Dạ.